Dâu, ba con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng MNG trong xe bình luận PK lên server. Và đây là MNG đến từ server Taiwan anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ pick thẻ kế thừa cơ bản classic của server Taiwan mà thôi. Đừng quên 3 khung giờ ngày của chúng ta, 11h, 15h và 19h. Ngoài ra anh em quý mình hãy like, subscribe kênh DM YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao web. Luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên trên này. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho MNG. Thank you. Và bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ thì chúng ta chiến thôi, cùng đến với đối thủ đầu tiên nhỉ. Đối thủ đầu tiên trong clip này sẽ là ai? Leo của xe 190 nhỉ. Vậy là có tư chất 15 rồi. Athena 202 UM sẽ được sự lựa chọn. Tiếp theo là Cleolit Mayli, Iori và Đại Đế. Iori này nhỉ, Đại Đế thì nữ cả này. Không sống bắt này, chưa biết thế nào rồi. Thì Cleolit, Đại Đế. Bên mình là Iori và ai rồi? Số bớt à? Ra xùy đấy. Cũng ra gì đấy. Vãi cả bút cho ca phẩy ạ. Chúa tôi ạ. Mình một tí được không hả, số bớt? Thông minh một tí được không, Robert ơi. Bút cho Iori bây giờ, hắn cho cà phẩy bây giờ. Ngơ này. May quá là cười Yadid nó lại bút cái hiệu ứng. Nó lại cover cho thằng Terry. May thật, Terry lại có cái nội tại gì à? Bây giờ Terry biết à, Terry có nội tại hổ. Bút cho hạt lên anh em ạ, nên thằng cười Yadid để thọt anh em này. Nó không tanh được nhịp đầu, nó y hệt thằng này, nó cũng lỗi giống như việc của mình. Giống như việc thằng Robert của mình nó bút cho con ca phẩy vậy, nó cũng lỗi như vậy. Giá như mình không mang con ca phẩy vào thì có lẽ là con Iori vừa rồi khi còn bay màu luôn thì gần chết luôn thì sẽ đùa. Ok, mình giết ca phẩy của ta đi, con sau đi bước của ta còn cứu cho Iori ấy, nhưng mà đừng nói Đại Đế vã mồm nhé. Chết rồi, chết. Không có gì nhưng vẫn hẹo rồi nhỉ. Iori chết xong không muốn nộ gì. Iori chết xong không có nộ gì. Em một cái gì đấy, bốn người luôn. Đấy, bảo rồi mà Bem nó thối người ra ngay chứ. Come on. Nó không phải vội nhìn này nha. Không vội vàng nhìn này làm gì. Cứ từ từ thôi. Và không giải quyết được vấn đề gì.
thắng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đấy, bắt rồi. Không giải quyết được vấn đề gì đâu, từ từ. Choáng luôn. Không đánh choáng nhỉ. À, không giải quyết được vấn đề gì đâu anh em ạ. Quyết được vấn đề gì? Cứ từ từ là được. Không giải quyết được vấn đề gì cả, đá choáng ở đâu? Cần gì phải đá choáng nó anh em? Không cần choáng, KO và sắp tàu dành cho Rio đến từ MNG rồi. Chúng ta cùng đến game đấu tiếp theo nào. Athena còn sẽ... À, không phải anh em nhé, không phải Athena mà là Kula anh em, sorry anh em. Lin đi anh em này. Là Iori, tôi vẫn lựa chọn Iori nha. Tôi vẫn lựa chọn Iori bên kia Angle. Mai à, ồ, vẫn lại combo, Robert combo này anh em ạ. Lần này chúng ta giữ kinh nghiệm thì chúng ta sẽ không mang một con đả nào vào. Chúng ta định rút kinh nghiệm, chúng ta không mang một con đả nào vào nhưng đối thủ nó quýt luôn anh em ạ. Đối thủ rất lì lợm. Lý do gì để quýt luôn trong nhịp vừa rồi vậy? Sao 61? Nói sắp có hợp tác đấy anh em nhỉ? Nhanh lắm anh em ạ. Sắp có hợp tác của GAV rồi đấy. Mấy năm nay hợp tác với bộ nào đây? Mai du đi, kẻ này lấy mai nhưng mà đại đế du đi mai và Isla vào sau anh em, Isla vào sau mình có cửa chơi, Isla vào trước hoặc luôn. Thế mà nó không chết kìa. Chết mới nguy hiểm như vậy. Không chết cũng khỏe hơn. Này thì đại đế này. Này thì đại đế này. Đại đế dám láo với Isla. À, Isla khỏe lắm, tôi bảo rồi. Isla khỏe lắm, Isla không yếu như các bạn nghĩ đâu. Trời ơi, thế nào?
nào hả bạn? Thế nào hả bạn ơi? Cái gì nhở? Áp đấy từ xe 118 Diamond Terry. Yori tí đi nha. Athena. Nhầm. Nhầm đấy anh em ạ, nhầm nhò sang trùng trọt đấy. Chúng tôi à, nào thì thấy nguy hiểm với chúng tôi à. Lại có rồi anh em ơi, lại có rồi, lại có tư chất 15 rồi. 5 led bước thêm mai nhỉ.
Robert hay Mai nhỉ? Robert hay đại đế ạ? À? Mai với Hèn ạ? À? Ôi lại hồn tôi ạ. Robert hay đại đế ạ? À? Mai với Hèn ạ? À? Lại chúa tôi ạ. À? Lại chúa con còn lứa tuổi học sinh. Ôi, end game rồi anh em ơi, đánh nào được kèo này. Kèo này thật sự quá khó. Kèo khó quá. Sai lần đâu. Sai lần thì chả giải quyết được vấn đề gì anh em. Có sai lầm thì chả giải quyết được vấn đề gì. Băng sai lầm các kiểu vào. Hay thế nhở. Một tí nó vẫn giải ra. Choáng đâu. Ờ biết đâu bất ngờ. Biết đâu bất ngờ chúng ta có thể thắng không? Không ai nói trước được chúng ta có thắng không? Chả biết thế nào đâu. Chả biết thế nào đâu. Không thể. Sao mình nói này tôi nghĩ nó vẫn như vậy rồi. Sẽ không có bất ngờ nào nó diễn ra ở đây. Khi mà đại đế với thằng Sun, à với thằng gì nhỉ, Robert đã lên đồng. Nếu mà khoan được thằng dù bớt có khi ăn được anh. Đấy là mình nghĩ thế thôi nha anh em. Đấy là tôi nghĩ thế thôi, còn sự thật như thế nào tôi vẫn chưa biết. Choáng cái quả dở hơi. Có rồi anh em ơi. Choáng đâu. À, không có quả choáng nào luôn. Nhưng trước mình xử được đại đế như này thì chịu rồi các bạn. Mình bó tay à. Tắt nắng à. Hèn yếu quá. Nếu mà không phải thằng Hèn mà thằng khác thì có khi còn có cơ hội. Là Hèn nên chúng ta không chịu được. Chính vì là Hèn nên chúng ta không chịu được anh em. Chính vì là Hèn nên chúng ta không chịu được. Cũng đến trận đấu tiếp theo rồi. Athena
the Year đi. Junho. Chít tí đi nha. Nghe khó thở. ダメよ。いいわよ。始めましょう。この力。はっ。バカ。 Nghe khó thở đấy nhè. Bất lực thật sự anh em. Bất lực thật sự. Cho chít mình chơi à? Thua tướng. Nói chung là khó rồi anh em. Cố gắng một tí nữa thì được. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không làm được điều đó. Ok, đây, clip này cũng xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. See you again và thank you.